À, chào các bạn, hôm nay Mai Quy xin giới thiệu các bạn một cái loại chậu trồng lan rất là đẹp, rẻ tiền, chất lượng, hiệu quả mà lại bền nữa. Đó là chậu lan, chậu nhựa nhưng mà gọi giống như giả gỗ các bạn. Tại sao giả gỗ? Đây là cái chậu gỗ thiệt các bạn, đây là gỗ thiệt nhưng mà đây là chậu nhựa giả gỗ. Thì cái chậu lan này là loại mình là loại tốt, mình đảm bảo luôn là cái này các bạn sử dụng sẽ không có bay màu. Đây là nhựa đen, không có bay màu. Nó nếu có bay, nó chỉ bay rất là nhẹ thôi, chứ nó không có lon lỗ làm cho xấu. Thì hiện tại giờ công ty mình đang bán cái loại chậu này với kích thước của nó là đây là chậu 19, đây là chậu 25, và có một loại chậu 30, và đây là chậu 38. Ngoài ra nó có thêm màu trắng, màu trắng ít size hơn. Thì nó có chậu 19 và chậu 25. Cái miệng đó, đây là miệng của 19, đây là miệng của nó 25. Các bạn thấy là miệng 25. Thì đây là những cái chậu lan mà chúng ta mua về, chúng ta trồng lan rất là nghệ thuật và đẹp, nhìn giống như chậu gỗ thiệt. Các bạn thấy là đây là chậu gỗ thiệt này, trồng khoảng 2 năm là nó mục hết cái chân, lủng hết. Đó. Nó có một cái dở nữa là nó dơ. Đây nó dơ. Nó làm cho cây lan nó một thời gian nó cũng gây ra bệnh. Đây. Nó hư hết. Nó hư hết cái đáy, tại nó có kẽm mà, nó là dùng kẽm. Nó mục nó hư hết. 2-3 năm là nó sẽ mục hết. Thậm chí mục luôn cái gỗ này, nhưng mà gỗ này không phải là gỗ tốt. Nhưng đối với chậu này chúng ta có thể sử dụng 5 năm với giá thành rẻ hơn gấp đôi. Ví dụ như chậu này 70, 80 một cái. Sai chậu của nó là cũng cả 20, 23, thì cái này nó cũng khoảng tầm 30, rẻ hơn một phần nữa. Đặc biệt chậu này nó có những cái đai kiềng rất là vững chắc, rất là nhiều cái kiềng, 3 dòng kiềng ở dưới này, 3 dòng kiềng ở dưới mà nó vững chắc cái chậu. Nhựa là nhựa tốt, dùng những phụ gia rất là hợp lý. Làm cho chậu không bị giòn, một không bị gãy, rất là chắc các bạn. Mình bẻ mạnh luôn không hề sao hết. Đó thì cái chậu này thì hiện tại công ty mình đang bán những cái thước dài size như vậy. Thì chúng các bạn thấy ở đây chúng ta có một cái chậu lan lá tâm sinh gai đang nhỏ vậy, chúng ta có thể vào cái chậu này. Đó. Rất là đẹp, nghệ thuật. Chúng ta phải bỏ vỏ thông hay là sơ dừa hay là dớn hay là vỏ thông to hay là gỗ vú sữa hay là than, chúng ta bỏ đây, chúng ta trồng rất là thông thoáng. Cái chậu này nó có một cái đặc tính hay là chúng ta phải lấy một cái chậu nhỏ vậy, chúng ta trồng dư vô cái chậu to. Đúng là chậu cả 25 thôi, chúng ta có thể trồng chậu 38 luôn. Chúng ta thấy nó bự lắm, nhưng chúng ta đã không bị thối cây, lý do là nó rất là thông thoáng. Chúng ta phải bỏ những cái chất trồng xung quanh được. Chúng ta phải bỏ ít cũng được, cái mồi nó ra. Chứ còn chúng ta nếu trồng một cây nhỏ mà vô chậu to mà trồng dạng chậu bít như vậy thì nó sẽ thối, tại vì nó giữ ẩm, không có thông thoáng. Còn chậu này rất là thông thoáng. Chúng ta sẽ bỏ xi dừa hay là xung quanh. Cái chậu lan này nó có một cái đặc tính cũng rất là hay, mà họ thiết kế nó là chỉ là một cái tiện ích nhỏ thôi, nhưng mà cũng làm rất là tốt. Chúng ta thấy chỗ này nó có những cái ngấn này, là họ chia cái chảng ba cho chúng ta. Chúng ta móc, dùng móc khỏi phải chúng ta khỏi đếm, chúng ta vô chậu lẹ hơn. Thì cái chậu này chúng ta vô chậu 3, móc 3, dùng móc 80 là cứng, là cực kỳ đẹp, tốt lắm. Còn chúng ta vô móc 60, 70 thì nó hơi bị yếu cũng được. Nhưng mà đối với chậu 38 này thì quả vô móc 180 là 1 mét thôi, chứ vô móc kia là quạt ngay, yếu, nặng. Thì cái chậu này thì hôm bữa mình có quay một cái video giới thiệu về cái chậu này, trồng khoảng 3 năm, trồng ngay trong cái chậu Hibiki. Thì cây lan đang phát triển rất là tốt, và chậu một cây lan ngọc điểm lai bự khổng lồ, trồng cũng 3 năm hơn, chậu không hề bị bay màu, cây lan phát triển cũng tốt luôn, vừa hiệu quả vừa rẻ, là tiết kiệm và lại chất lượng cao. Thì đây là không cớ gì chúng ta không sử dụng. Không phải mình nói gì cái chậu gỗ không tốt, nhưng mà chậu gỗ khá đắt tiền, còn cái chậu này thì nó là dễ vận chuyển và rẻ tiền hơn phân nữa. Thì chúng ta có thể chọn lựa, chúng ta có nhiều tiền thì chúng ta có thể mua cái chậu này, vừa tự nhiên vừa đẹp, vừa chúng ta có thể mua chậu nhựa như vậy, nó cũng rất là tiện lợi, hoặc là chậu trắng như vậy. Thì
rất là có thẩm mỹ và đẹp. Thì chia ví dụ chậu gỗ thì chúng ta không có chậu trắng, thậm chí nếu mà gỗ này làm từ gỗ bậy, gỗ không đúng hay là còn có hại, chúng ta phải ghép những cái gỗ mà gỗ tạp thì lúc đó chúng ta trồng cây lan nó sẽ có hại. Gỗ vú sữa thì kia tốt, còn nhiều ở đây thì đảm bảo không hề bị gì hết. Từ xưa chúng ta đã trồng lan trồng nhựa rồi đó. Chúng ta có thể ghép vào, chúng ta có thể trồng. Đây ví dụ mình có cái chậu cát da, đây chúng ta bỏ vậy rồi, rồi thấy đẹp chưa đó. Mới có vậy thôi mà đã đẹp rồi, thì chúng ta chỉ cần bỏ chất trồng xung quanh nữa thôi là xong. Cắt những cái rễ gãy hư dập thì chúng ta để vô vậy, mé vậy và lên cái mốc 80 thì chậu lan chúng ta sẽ có nghệ thuật thẩm mỹ rất là đẹp, rất là đơn giản dễ làm. Cảm ơn các bạn đã xem video ha, rồi các bạn có thể đăng ký mua cái sản phẩm này với cái trang web và cái số điện thoại ở đầu video. Cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi, chào các bạn.